Thưa quý vị, đến nay thì nhiều địa phương đã đón lao động từ vùng dịch trở về, nỗ lực ổn định đời sống nhân dân và tái sản xuất. Thế nhưng cùng với chủ trương sống chung an toàn với COVID-19 thì những ngày qua đã xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng. Theo thông tin mới nhất thì dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại một số địa phương ở phía Bắc như là Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An. Mặc dù số ca F0 tại mỗi địa phương ghi nhận là còn ít, tuy nhiên đa số những ca F0 này ở tại cộng đồng và không xác định được nguồn lây. Vâng, và theo các chuyên gia y tế thì chúng ta không thể nào phân biệt được người bị bệnh với người không bị bệnh, ai mang mầm bệnh COVID-19, bởi có những ca mắc COVID-19 lại không có triệu chứng nên nguy cơ có thể đến với bất cứ ai. Vậy cụ thể tại các địa phương diễn biến dịch đang diễn biến ra sao và cách xử lý của họ như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Chỉ một shipper mắc COVID-19 vào tối 18 tháng 10, phường Bến Thủy, thành phố Vinh đã xác định được 25 F1. Trong đó có 17 F1 là nhân viên cùng công ty với bệnh nhân này. Khi mà có một cái cá như thế này xuất hiện trong cộng đồng ấy, thì người dân rất lo. Lo về nhất là về cái số người cao tuổi nữa, cho nên là hạn chế đi lại thôi. Vậy tôi là chỉ có như thế thôi chứ còn cũng biết hết. Ngay trong sáng ngày 20 tháng 10, Nghệ An ghi nhận 25 ca mắc mới, trong đó có một ca cộng đồng là nhân viên khoa xét nghiệm Bệnh viện Ung Biếu Nghệ An. Dù đã phong tỏa nơi bệnh nhân sinh sống, thế nhưng truy vết nguồn lây thì vẫn rất khó. Thì qua xét nghiệm cộng đồng thì đã xác định được một số trường hợp F0 ngoài cộng đồng và có F khác F0 ở đây thì các cái nguồn lây nó cũng chưa rõ, cho nên là khó khăn nhất là trong cái công tác xác định nguồn lây để tiến hành dập dịch cũng như là xác định các cái khu phong tỏa và xác định các cái vùng có nguy cơ ảnh hưởng dịch là khó khăn cho các ban chỉ đạo. Trong đó, nhiều ca mắc không có mối liên hệ với nhau, chưa xác định được nguồn lây. Do đó, công tác điều tra, truy vết đang gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cả các bệnh xuất hiện ở rải rác ở một số điểm. Và thứ hai nữa là bây giờ chúng tôi đang rất cố gắng điều tra, truy vết dịch tễ, yếu tố dịch tễ. Các ca bệnh chủ yếu tập trung ở cái đường Bùi Huy Bích. Và cái đường Bùi Huy Bích ấy, thì là cái đường nó tiếp giáp giữa là phường Hà Huy Tập có này. Rồi các một số xóm, đa số xóm của là xã Hưng Lập. Đấy, đồng thời lại liên quan đến một số yếu tố là có một số người di chuyển đến từ vùng khác đến dọc đường Bùi Huy Bích, cho nên đó với những yếu tố đó di chuyển là phức tạp nên chúng tôi đang cố gắng là truy vết để nhận định. Không riêng gì thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, các địa phương như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định cũng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trong những ngày gần đây, nhất là số ca nhiễm ngoài cộng đồng. Ngoài việc khuyến cáo người dân chủ động xét nghiệm khi có những biểu hiện ho, sốt, chính quyền các địa phương này cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, hạn chế tụ tập đông người và thực hiện nghiêm 5K. Thưa quý vị, sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 128 về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 những ngày qua, đã có rất nhiều người dân được tạo điều kiện để trở về quê sau thời gian dài giãn cách. Trong số đó thì có lượng rất lớn là người từ vùng dịch trở về địa phương qua các phương tiện như là xe máy, ô tô. Tuy nhiên trong số những người trở về này thì cũng tiềm ẩn rất nhiều ca nhiễm. Vâng, và theo như thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế thì trong 10 ngày đầu tháng 10, hơn 1.000 ca nhiễm là người về từ các địa phương, từ những vùng dịch. Và riêng Hà Nội tính đến sáng ngày 19 tháng 10 trên địa bàn thành phố đã có 1.872 người về từ các tỉnh miền Nam, trong đó thì 22 người nhiễm bệnh. Và trước đó thì tỉnh Phú Thọ cũng đã có bài học rất lớn khi mà đoàn công tác của tỉnh này từ thành phố Hồ Chí Minh trở về, dù là đã xét nghiệm âm tính trước khi trở về, thế nhưng mà khi đến địa phương thì có đến 16 trên 50 người xét nghiệm dương tính. Các trường hợp trên đã được cách ly y tế theo đúng quy định nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Những con số này thì phần nào cho chúng ta thấy được là sự kiểm soát thiếu chặt chẽ của lực lượng y tế địa phương trong việc giám sát người về từ vùng dịch. Và trước những điều này thì các chuyên gia nhận định xét nghiệm COVID-19 cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine về từ các vùng dịch là cần thiết để ngăn chặn virus lây nhiễm ra cộng đồng. Bởi theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà chia sẻ thì người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine chỉ giúp bản thân họ không bị nặng, giảm tử vong, tránh áp lực lên y tế nhưng mà họ vẫn có thể nhiễm và lây truyền virus ra cộng đồng. Vâng, vậy thì ý kiến này có thực sự là đúng với mỗi địa phương hay không? Và chúng ta cần phải giám sát như thế nào để có thể đảm bảo việc chống dịch tại cộng đồng cũng như là không xét nghiệm tràn lan, gây lãng phí? Những thông tin này sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý vị ngay sau đây. Theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, khi một cộng đồng được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, ước tính đạt tỷ lệ bao phủ từ 85% trở lên, sẽ có tỷ lệ ca bệnh trở nặng thấp, song vẫn còn nguy cơ nhiễm bệnh. Từ đó không loại trừ khả năng người đã được tiêm vaccine sau đó nhiễm bệnh
không triệu chứng lây cho người chưa tiêm. Cùng quan điểm, tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Giấy cho rằng, người đã tiêm 2 mũi vaccine vẫn có khả năng nhiễm bệnh do hiệu quả vaccine từ 60 đến 95% và không có loại vaccine nào bảo vệ cơ thể 100%. Tuy nhiên, xét nghiệm nCoV cần được triển khai phụ thuộc vào nguy cơ của từng vùng. Để thích ứng và kiểm soát COVID-19 hiệu quả, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời, trong đó có quy định người đã tiêm đủ liều vaccine và F0 khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế, hoặc đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4, hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa ổ dịch. Bộ yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm với người đến từ địa bàn cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Trường hợp nghi ngờ thì chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp 3. Chỉ xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người, cơ sở khám, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị. Các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người như lái xe, xe ôm, shipper hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở. Ngoài ra thì các địa phương không nên quá lo lắng về các F0 khỏi bệnh do tỷ lệ tái nhiễm thấp. Việc F0 có mắc trở lại hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều lý do như là xuất hiện biến chủng mới mà vaccine trước đó không đủ bảo vệ hoàn toàn thì có thể nhiễm. Chính vì vậy, những đối tượng này thuộc nhóm nhẹ hoặc là không có triệu chứng, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng. Vâng, và bên cạnh đó thì đối với những người mà tái dương tính thì ở Việt Nam cũng chưa ghi nhận trường hợp nào lây nhiễm cho người khác cả. Tái dương tính chỉ là do tồn dư xác virus ở trong dịch hầu họng cơ thể sau khi mà khỏi COVID-19 dẫn đến là kết quả xét nghiệm dương tính. Khả năng lây nhiễm từ người tái dương tính được cho là rất thấp. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thì các ca tái dương tính được xử lý phòng dịch như là ca nhiễm. Vâng, và để hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng với phóng viên của Nông thôn Chuyển động trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu để làm rõ hơn về câu chuyện này. Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện cùng VTC16 ngày hôm nay ạ. Đầu tiên xin được hỏi chuyên gia đó là nhiều chuyên gia thì đã nhận định rằng là việc xét nghiệm COVID-19 là cần thiết đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và từ vùng dịch trở về. Vậy thì theo chuyên gia điều này có đúng không ạ? Các bạn biết trong thời gian qua thì một số tỉnh phía Nam bùng phát dịch COVID-19 và cái tỷ lệ nhiễm COVID, nhiễm COVID-19 thì đã quá sâu. Thế và hiện nay thì cái số mắc trong cộng đồng cũng còn cao. Ví dụ như là các cái trường hợp mà về các tỉnh miền Tây trong thời gian vừa qua, hoặc là cũng như là về một số các cái tỉnh miền núi phía Bắc. Tôi cho rằng ấy, là xét nghiệm cũng là cần thiết. Nhưng mà tuy vậy thì Bộ Y tế cũng đã có ban hành cái hướng dẫn về cái đánh giá nguy cơ và cũng như là các cái đáp ứng nguy cơ. Thì cái việc mà quy định rất rõ các cái nguy cơ của các vùng theo cấp độ thì chúng tôi nghĩ rằng là trước tiên ấy, là các cái tỉnh mà càng có dịch, có người đi về thì cần đánh giá đúng nguy cơ đã. Chứ còn nếu chúng ta đánh giá không đúng nguy cơ thì nó hạ cấp độ. Và như vậy thì những cái người về tại cái địa phương ở khác ấy, thì người ta lại áp dụng cái đáp ứng nó thấp hơn. Và như vậy chúng ta không quản lý được dịch bệnh. Dạ vâng ạ, một thông tin mới đây đó là đoàn công tác Phú Thọ chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh đã xét nghiệm âm tính trước khi trở về. Tuy nhiên thì sau đó đã có 16 trên 50 người là xét nghiệm có kết quả là dương tính với COVID-19. Rất là may mắn đó là các trường hợp này thì đã được cách ly y tế đúng theo quy định nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Tuy nhiên thì đây là một bài học dành cho các địa phương, có đúng không ạ? Trước tiên tôi muốn nói rằng đã tiêm đủ liều, anh vẫn có thể nhiễm SARS-CoV-2, nghĩa là mắc COVID-19. Và những cái trường hợp này vẫn có thể lây cho người khác, đặc biệt nếu lây cho những người già, những cái người có bệnh nền, lây cho trẻ em chưa được tiêm vaccine thì trẻ em cũng sẽ bị nhiễm COVID. Thì đặc biệt là lây cho những cái người chưa tiêm vaccine ở tại vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp thì dịch sẽ bùng ở tại các cái khu vực đó. Thế còn ấy, cái việc xét nghiệm thì các bạn biết rằng là có thể
người ta nhiễm nhưng mà xét nghiệm nó chưa ra, bởi vì virus SARS-CoV-2 vẫn còn đang trong cái thời kỳ ủ bệnh, mà tôi muốn nói rằng là nó chưa ra hầu họng. Và chúng ta có lấy mẫu ở hầu họng, máy hầu họng thì cũng chưa thấy được virus. Nhưng mà khi về đến địa phương thì có thể 1-2 ngày sau thì nó mới có thể là ngoáy họng và mới phát hiện ra có cái SARS-CoV-2. Thế nên là những trường hợp có thể đi từ một địa phương mà xét nghiệm chưa dương tính nhưng về sau một vài ngày xét nghiệm dương tính, đấy là cái chuyện hết sức bình thường mà chúng ta phải cảnh giác. Vâng, thưa chuyên gia, hiện tượng mà người trở về từ vùng dịch về các cái địa phương bằng các phương tiện thì là rất lớn. Vậy thì việc chung sống an toàn với dịch, không lơ là, đặc biệt là các cái địa phương mà có nhiều người trở về từ vùng dịch cũng như là tỷ lệ tiêm chủng thấp ạ, có đúng không chuyên gia? Cái tôi vẫn nói rằng là trong thời điểm hiện nay, khi mà chúng ta chưa phủ vaccine trên địa bàn cả nước, có những tỉnh, thành phố tỷ lệ mắc cao, nhưng có những tỉnh thành phố tỷ lệ mắc thấp và thậm chí nhiều tỉnh thành phố không có ca bệnh, thì cái việc mà đánh giá nguy cơ, cái việc mà đáp ứng thì thực hiện đúng theo cái nghị quyết 128, thực hiện đúng cái quyết định 4.800 của Bộ Y tế về đánh giá nguy cơ và các cái đáp ứng. Nhưng tôi cho rằng cái ứng xử ấy của mỗi một vùng cũng cần có những cái khác nhau. Ví dụ như những cái vùng mà đã tiêm chủng nhiều rồi, mắc nhiều như thành phố Hồ Chí Minh, như là Bình Dương, Đồng Nai, thì chúng ta không đặt ra quá cái vấn đề là phát hiện ổ dịch truy vết nữa. Mà cái việc ở trong đó tiêm vaccine nhiều thì có thể là chúng ta có những cái quy định cho họ đi lại trong cái vùng đó, làm sao nó thoải mái để làm ăn kinh tế. Bởi vì khi mà đã tiêm vaccine rồi, chúng ta đặt giả sử có mắc lại thì nó cũng không nặng. Hoặc là những cái người mà đã mắc rồi thì họ không mắc nữa chẳng hạn. Nhưng mà những cái vùng mà có cái tỷ lệ tiêm chủng thấp, những cái vùng mà có số mắc thấp thì chúng ta cần phải rất để ý, nếu theo cái ứng xử là chúng ta vẫn phải phong tỏa, vẫn phải xét nghiệm diện rộng và để tìm các cái ổ dịch để phong tỏa, để làm sao tránh lây lan, tránh cái việc mà nhiều người mắc quá gây quá tải hệ thống y tế và gây dẫn đến cái tử vong nhiều. Vậy thì trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thì chúng ta cần phân biệt giữa việc cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà là như thế nào ạ? Đấy, cái vấn đề này là nhiều người, dân chúng ta chưa hiểu rõ. Theo tôi là theo dõi sức khỏe tại nhà là anh vẫn phải ở nhà. Nhưng có cái là anh không phải ở một cái phòng riêng, anh không phải quá ngặt nghèo về cái sự giám sát của y tế địa phương trong cái quy định về cách ly y tế tại nhà, hoặc là những cái vấn đề xử lý chất thải vân vân. Đấy là cái mà theo cái quy định về cách ly y tế tại nhà. Thế nhưng mà theo dõi sức khỏe tại nhà là anh vẫn phải ở trong nhà đó, anh thực hiện tốt các cái biện pháp phòng bệnh cho người nhà, cho gia đình, và anh không được đi ra ngoài tiếp xúc với cộng đồng để tránh lây lan. Và khi mà trong cái thời gian theo dõi anh có những triệu chứng nghi ngờ, anh có những bất thường thì anh báo cho cán bộ y tế để người ta có thể đến tư vấn rồi lấy mẫu xét nghiệm rồi vấn đề thực hiện. Mà nếu như mà bạn lại bị chẳng hạn dương tính với SARS-CoV-2 thì người ta lại xử lý theo như cái việc mà đối với những người nhiễm SARS-CoV-2. Thế nên hiện nay là rất nhiều người cứ nghĩ rằng là theo dõi sức khỏe tại nhà là tôi được phép đi tiếp xúc với nhiều người khác rồi, thậm chí đi làm đầu rồi đi uống cà phê vân vân. Đấy thì cái đó tôi cho rằng là chưa đúng cái quy định mà về cái việc mà theo dõi sức khỏe tại nhà với cái việc cách ly tại nhà. Rất cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ vừa rồi ạ.